Thưa quý vị, thực hiện đề án tái cơ cấu toàn diện ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế, những năm qua huyện miền núi Nam Đông đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương. Thực tế cho thấy những mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rau, trồng hoa trong nhà kính được đầu tư bài bản, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất đã góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn của địa phương và giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu. Xuất phát từ niềm đam mê và muốn bà con được hưởng những sản phẩm rau sạch của địa phương, ông Nguyễn Văn Phùng mạnh dạn đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng nhà trồng rau, hoa, ứng dụng công nghệ cao trên diện tích đất hơn 1.000 mét vuông. Mô hình nhà kính được ông Phùng thiết kế xây dựng bài bản, xung quanh bao bọc bằng lưới chống côn trùng, bên trong có hệ thống thông gió, điện chiếu sáng, phun tưới tự động. Ngoài ra gia đình ông còn sắm sửa máy cày, máy phát điện để phục vụ sản xuất. Hiện gia đình ông đã thu hoạch vụ rau đầu tiên, thu về 35 triệu đồng chỉ trong thời gian 1 tháng. Với quy mô sản xuất mỗi năm hơn 10 vụ rau và hoa, gia đình ông có thể thu về từ 450 đến 500 triệu đồng. Đầu tư vào nhà màng này rất hiệu quả. Là vừa rồi là bác hai vợ chồng cũng vay mượn rồi cũng tập trung đầu tư cho cái máy móc thiết bị làm cho công nghệ, thì hôm nay là bác được làm chủ được cái vườn rau. Nói thật với em mừng là nước tưới là kia cần bấm người là tưới, tắt thì là tưới tắt, mà đủ ẩm nhiều thì mình tưới nhiều, đủ ẩm thì tưới ít. Cho nên cái thứ hai nữa là cái làm chủ được cái công nghệ. Còn đây là mô hình chăn nuôi kết hợp trồng rau hoa ứng dụng công nghệ cao của gia đình anh Nguyễn Văn Tiến. Mô hình được đánh giá phát triển kinh tế hiệu quả, thu nhập mỗi năm hơn 1 tỷ đồng. Anh Nguyễn Văn Tiến cho biết những năm trước đây, gia đình trồng rau, hoa ngoài trời, mùa mưa lành, cây không thể phát triển, thường xuyên thất thu. Từ đầu năm nay, từ nguồn vốn của chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gia đình anh Tiến đầu tư 1 tỷ đồng xây dựng nhà kính trồng rau, hoa trên diện tích 1.100 m2. Việc trồng rau, hoa trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, khắc phục được điều kiện khí hậu thời tiết thất thường ở khu vực miền núi Thừa Thiên Huế, sản phẩm rau đạt chất lượng, an toàn với người sử dụng. Gia đình chúng em đã làm được 1.000 mét vuông, thì mới làm vụ đầu á, thì làm tái vụ đầu á, là bên nhà em là kiếm được 20 triệu. Đó, trong đó là trồng thì cũng một tháng là nó sẽ vụ quả đã được 20 triệu nếu kiếm được công. Từ nguồn vốn hỗ trợ của đề án tái cơ cấu toàn diện ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, 5 năm qua, huyện Nam Đông đã xây dựng 10 mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mỗi mô hình được đầu tư từ 1 đến 2 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ gần 500 triệu đồng. Việc mở rộng cái diện tích nhà lưới, nhà màn để trồng rau và trồng hoa trên địa bàn của Nam Đông, thì điều này thì chắc chắn là sẽ có cái mở rộng. Vừa rồi tuy thời gian không nhiều, và không có thời gian, mà nhưng lãnh đạo huyện đã tranh thủ đến Đà Lạt để xem một số mô hình nhà lưới, nhà màn. Huyện Nam Đông tiếp tục hỗ trợ khuyến khích người dân, các hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đầu tư hình thành vùng sản xuất lúa, rau hữu cơ quy mô lớn, liên kết bao tiêu và chế biến sản phẩm chất lượng cao. Tỉnh cũng tập trung xây dựng các dự án phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, gia trại ứng dụng công nghệ cao, hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập cho người nông dân.